Bà Bảo Sơn của chị hôm nay thầy dạy các em bài mọi canh. Rồi bây giờ thì thầy bắt ngôi 28, xong rồi thì thầy đi tổng đơn. Còn cái phần trên này, lát nữa thầy sẽ xấy cho nó nằm xuống, đưa ra phía trước, rồi thầy sẽ chỉnh cái phần máy. Thầy hôm nay cũng phân tích cho các em biết làm cái cách nào để cho mình dễ hiểu. Các em thấy không, những cái động tác thầy làm nè, thầy lấy cái cây kẹp là thầy đè lại, thầy coi mình đè lại vậy, mình coi cái ngôi nó đã được hay chưa, rồi mình lấy thêm miếng nữa, lấy thêm miếng nữa vậy đó, cứ từ từ vậy đó là nó ngay thôi. Chứ các em cứ kẹp một cái như vậy xong rồi cái này bắt đầu các em coi, rồi lại kẹp cái khác mà các em coi thì nó bị lệch lại. Mình muốn lấy thêm vài cộng, 50 cộng, 23 cộng, 21, vài chục cộng gì đó. Mình lấy cái tay phải này, cái tắt lại. Mình học hoài, bản thân thầy bây giờ còn đang học mà. Có những em hóa chất rất là giỏi, làm ở bên công ty khác vô đây học tóc. Thầy đôi khi thầy cũng hỏi để thầy học hỏi thêm, để thầy lấy cái đó truyền lại cho các em. Trải nghiệm của thầy mấy chục năm thôi, thầy cũng vẫn phải học lại, học không bao giờ đủ đâu nha. Rồi bây giờ thầy đi tổng đơn ở dưới đi lên ha. Thầy đi số 2 để cho nó ra cái khung trước đi. Vì tóc này tóc dài quá, đồng ý trường hợp tóc dài các em làm như vậy nha. Quay lại về đi để camera nhìn dễ. Rồi thầy sẽ đi vòng vòng qua xung quanh. Rồi bây giờ thầy sấy là thầy đua cho nó ra phía trước nha, cho nó ra cái form của mọi người. Rồi trường hợp như tóc này là tóc của một người khách, họ cắt undercut nè, dài nè. Mà giờ họ chuyển sang mohican nè. Thì giờ mình đi tông đơ xung quanh xong rồi. Còn cái phần này bây giờ mình làm sao để cho nó lát liền lạc lại cho nó ra cái khung của mohican. Thì các em làm như vậy. Các em dở lên, các em coi cái đường tông đơ này, nó nằm ở đâu ha, nó nằm ở cái điểm nào, điểm này. Thì các em đưa cái lược lên tầm nhỏ luôn, dớt ngang cái luôn là nó sẽ ráp với cái đường tông đơ này. Hả? Đơn giản thế thôi, chứ các em không nhấc lên các em coi trước á là các em bị cắt, bị hụt, bị ngắn quá, nó không ráp cái đường tông đơ là sai. Bên này cũng vậy, cắt bên này xong là các em lật qua bên này, các em cắt cũng như vậy luôn. Qua bên này thì mình dày quá, mình không thấy đường, mình cắt, mình dở lên, mình coi đó, đường tông đơ nằm ở đây rồi ha. Thì mình sẽ nhấc lược lên, mình đặt vị trí nó ngay tầm đó, mình dứt ha, để tông đơ dứt băng ngang này, hoặc các em cắt kéo dứt dắt hay gì đó mình băng ha. Thầy cắt tông đơ cho nhanh, tại lát nữa mình còn bắt mũi nữa mà. Nhớ cái điều đó là môi canh là bắt mũi ngang nha các em nha. Riêng cái phần thứ ba, phần thứ nhất, thứ hai và đây là phần thứ ba là mình bắt mũi xuôi. Bắt mũi xuôi này mình lát với cái đường tông đơ này, lát nó cái này xong cho nó ra cái điểm tròn này, tất cả những cái chỗ này là phải lấy cái điểm xuôi này đi theo cái điểm này, những cái mũi ngang này là nhấc lên theo nó. Thì mình mặc định cái này là tùy thích của các em, mặc định cái điểm này nó khoảng tầm mấy phân, 4 phân hay 5 phân, đừng 6-7 phân, nó nhiều quá ha.
Rồi bây giờ thầy xịt nước, thầy cắt ha. Các em nhớ khi các em bắt ra muối á, các em cắt á, nhớ xịt nước, đừng để khô. Xịt nước á, để các em bắt muối nó dễ lắm. Và các em sẽ chảy là cái sợi tóc nó xoăn xoăn, nó nằm nó núp trong đây nè. Nó có nước nãy mình chảy, nó dính vào nhau, nó kéo ra hết luôn, nó không có dẫu, nó không núp trong đó. Nhưng mà tóc khô thì nó không làm được cái điều đó. Tóc khô các em bắt, cái rút vô lại, nằm trong đó tiếp. Tới hồi về nhà, ta tắm xong, người ta gội đầu, nó chảy, nó lòi cái sợi ra, nó dài ra nhỉ. Thì cái lúc mà các em cắt, các em nó xịt nước đâu, ha, không xịt nước. Nên cái xịt nước nó hay lắm. Ở bên nước ngoài ta cắt toàn xịt nước thôi. Riêng nó cái đường tông đơ là không xịt nước, vì xịt nước nó dính từng cục cục vô, mình đi tông đơ không được. Nhưng mà cắt kéo là buộc phải xịt nước. Rồi đấy, cái phần này là phần thứ ba ha. Phần thứ ba thì thầy sẽ bắt mũi xuôi cắt. Rồi lấy cái điểm chuẩn của cái này. Những chỗ này là mũi ngang, mình sẽ ráp chung với cái này để cắt. Nhớ nha các em, cái ngọn mà các em muốn 5 phân là phía sau các em đùa ra một ít 165 độ. Và nếu như các em muốn nó 3-4 phân thì các em thu lại, 168. Cái máy này nè, nó ráp liền với cái đường tông đơ. Rồi khi các em đã cắt xong cái phần mũi ngang hết rồi thì bây giờ các em muốn thấy được cái lỗi của mình hay không, mình bắt xuôi, mình kiểm tra ra nó có lỗi không. Nếu nó không lỗi thì thôi ha, và nếu nó lỗi thì mình cắt sơ qua một tí nữa kiểm tra này. Chứ không phải là phần chính là cắt mũi xuôi nhé, các em nhớ nhé. Rồi bây giờ thầy sấy ha các em ha. Thầy sấy à. Nhớ các em nhớ cái chỗ này nè, nó giống như một cái bông á. Cái sấy nó nằm ngay giữa đó thầy. À, cái điểm chỗ này, cái phần này thì cái cây trục thầy moi nó không lên được thì thầy làm như vậy nè. Thầy lấy cái lột, thầy lật, thầy thổi cái chân. Thổi cái chân một chút xíu. Cho lên một chút xíu. Rồi thầy đỡ này, đỡ cái phần này. Thổi cái phần thân và ngọn xuống. Thổi cái phần thân và ngọn xuống. Còn như tóc thật đó thì nó không sụp thì thôi, khỏi cần thổi ngược lên nha. Tóc này đang bị sụp cái ngọn xuống quá. Em lên chấn, chấn vô quầy nè. Chấn vô quầy ha. Chứ các em đừng chấn xuống quầy. Chấn xuống quầy nhìn nó bị giật cái điểm dày chỗ này ra như vậy, nhìn nó kỳ lắm. Nhưng mà muốn cho cái độ dày nó như vậy, nó giật đi sâu vô như vậy thì cái máy nó đẹp lắm.